Ngài thiền sư đã giảng cho chúng ta biết rằng nếu thiếu chánh niệm thì ta sẽ không có được sự hiểu biết đúng đắn và ta sống trong bóng đêm. Ngài đã giảng rằng khi có chánh niệm, ta sẽ có được sự hiểu biết đúng đắn và do vậy ta có ánh sáng của trí tuệ. Khi ta không chánh niệm thì toàn là những bất thiện sinh khởi nơi tâm. Khi ta không chánh niệm, ta không thể nào hiểu được đề mục khi đề mục sinh khởi. Khi ta không chánh niệm thì nhiều phiền não sinh khởi nơi tâm. Khi ta không biết sự thật hay khi ta biết sai là lúc vô minh che đậy sự thật. Cái mà sự thật có hiện hữu chính là tâm và vật chất, mà vì không biết nên ta cho rằng có linh hồn. Tâm và vật chất sinh khởi qua nhân quả, nhân nào quả đó, nên nếu không chánh niệm, ta sẽ cho rằng mọi vật tự động sinh khởi mà không có nhân, hay ta cho rằng không có gì sau khi cái chết, và những người này sẽ theo đuổi vật chất, cuộc sống vật chất. Nếu không có chánh niệm, ta còn hiểu sai rằng có tạo hóa tạo ra linh hồn và rằng linh hồn trường tồn. Khi ta cho rằng có linh hồn trường tồn thì tham ái, ngã mạn sinh khởi. Ta quyến luyến nơi thân này, ta tham ái nơi thân này. Và rồi tham ái sẽ càng lúc càng tăng trưởng, tà kiến về linh hồn càng lúc càng nặng nề. Khi không biết sinh diệt thì ta có tà kiến cho rằng không có gì sau khi chết, hoặc là tà kiến cho rằng có linh hồn trường tồn và rằng linh hồn mình sẽ không bao giờ chết. Vậy vì không có chánh niệm liên tục mà ta bị vô minh, không biết hay biết sai. Nhờ chánh niệm liên tục trên đề mục đang sinh khởi mà trí tuệ phát triển. Và dầu trí tuệ chưa phát triển, nhưng khi nào ta chánh niệm thì dòng phiền não vào lúc đó bị ngưng bặt. Lúc mà ta phát triển minh sát thì ta có thể ngăn chặn dòng phiền não tạm thời trong từng sát na. Khi tuệ minh sát phát triển đến giữa đường thì ta sẽ đến giai đoạn không còn trở lại thế gian này nữa. Nếu có chánh niệm, dòng phiền não sẽ bị cắt. Nếu ta quan sát kỹ, ta sẽ thấy rằng lúc nào mà không phát triển trí tuệ thì vào lúc đó dòng phiền não tuôn chảy. Nếu không chánh niệm, khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ, nếu không chánh niệm nơi đề mục đang sinh khởi thì phiền não tuôn chảy khi lặng lờ, khi chảy xiết như dòng thác lũ. Vì dòng phiền não tuôn chảy khi không chánh niệm, ta sẽ rơi vào, ta chìm vào trong dòng thác phiền não mà ta không có gì bám níu và nương tựa. Sống không chánh niệm thì từng ngày ta càng rơi vào, ta càng bị cuốn vào dòng lũ phiền não. Chỉ khi có chánh niệm, ta mới loại trừ dần phiền não, ta mới cắt dần phiền não. Ta không thể nào có sự hiểu biết và tuệ minh sát qua học hay qua suy tưởng. Ngài nói rằng có người rất thích hành thiền vắng lặng tục thế và bỏ thời gian để thực tập thiền vắng lặng tục thế. Dầu cho người này đạt được tất cả các tầng thiền vắng lặng tục thế, nhưng người này vẫn không biết cách ngăn chặn dòng lũ phiền não. Thiền vắng lặng là không quan trọng, ta không nên đặt ưu tiên việc tu thiền vắng lặng, vì làm như vậy là ta đẩy mình rơi dần, cuốn dần trong dòng lũ phiền não. Đức Phật nói rằng chúng sinh hãy là hải đảo của chính mình, nương tựa vào chính mình. Vì chúng sinh có khuynh hướng tìm cái gì đó để nương tựa, nên Đức Phật dạy chúng sinh hãy nương tựa chính mình. Nếu bị nước lũ, ta hãy tìm cái phao để bám. Khi ta chìm trong nước lũ, khi bốn bề là nước, ta không có cái gì để bám ở phía trên, phía dưới hay bên nào. Tương tự như vậy, nếu ta chìm vào trong dòng lũ phiền não, thì ta không có gì để bám níu. Nếu có người tìm dựa vào Phạm Thiên, tin rằng Phạm Thiên có thể che chở, cứu rỗi, thì người này sẽ không nỗ lực giải thoát, người này đánh mất cơ hội giải thoát. Nếu ta nương tựa vào cái gì đáng nương tựa thì tốt, nhưng nếu nương tựa vào Phạm Thiên, thì người này sẽ không còn muốn cố gắng nỗ lực tu tập, đánh mất năng lực giải thoát của chính mình. Cho nên Đức Phật tuyên bố rằng chúng sinh không nên nương tựa vào cái gì không có thật. Đức Phật cũng nói rằng chúng sinh hãy là hải đảo của mình, chúng sinh hãy nương dựa chính mình, còn ai khác mà ta có thể nương tựa nữa đâu. Tự mỗi người hãy tinh tấn tu tập để đến bờ bên kia,
mà Thế Tôn chỉ là người hướng dẫn chỉ đường. Đức Phật đã thẳng thắn tuyên bố như vậy, và ta không còn gì khác ngoài việc tu tập như chỉ dẫn, nương tựa chính mình để được giải thoát. Thân này là không trường tồn, nó có thể bệnh bất ngờ và chết bất ngờ, cho nên ta cần tu tập và lấy giáo pháp làm hải đảo, Dhammadipa. Ta không nên nương tựa cái gì khác, ta nên tu tập đại niệm xứ để sớm giải thoát. Ta nên chánh niệm khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Ta nên chánh niệm khi suy nghĩ sinh khởi. Ta nên chánh niệm khi đi, đứng, nằm, ngồi, chuyển động. Ta nên chánh niệm khi đề mục nào mới xuất hiện. Ta nên chánh niệm để phát triển trí tuệ, để trí tuệ trưởng thành, chín mùi. Ngày nay có rất nhiều tôn giáo và ai cũng cho rằng tôn giáo của mình là cao nhất. Họ tin vào những cái gì không đúng, tin mà không điều tra, suy xét. Và Ngài cũng nói rằng, ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển, con người suy nghĩ sáng chế cái này và cái nọ. Vì suy nghĩ liên tục, suy nghĩ nhiều, nên sinh ra căng thẳng mà không có gì nương dựa. Do vậy, dòng tham ái, vô minh, ngã mạn, sân hận v.v. luôn sinh khởi không ngừng nghỉ. Ví như nếu không có sức đề kháng, thì khi nhiệt độ nóng hay lạnh, ta sẽ bị bệnh, sổ mũi, ho, cúm v.v. Tương tự như vậy, nếu không có sức mạnh của tâm thì ta không thể nào chống lại phiền não. Khi ta nhìn vào xã hội ngày nay, ta thấy rằng nhiều người không có giới hạnh, những người này đang chìm trong dòng lũ vô giới đức. Trước thời Đức Phật và trong thời Đức Phật, có rất nhiều người đắc thiền định và có thần thông. Và có một người đã tu tập thiền vắng lặng và có 16 đệ tử cũng thành đạo sĩ tu tập thiền vắng lặng. Và mỗi vị đệ tử này lại có 1.000 vị đệ tử nữa, như vậy họ có 16.000 người tất cả. Và vị thủ lĩnh này yêu cầu học trò của mình tìm hiểu xem Đức Phật có phải là Đức Phật thực sự hay không. Và vâng lệnh của thầy, những người này đến gặp Đức Phật và đặt những câu hỏi. Họ hỏi bằng tâm, không thốt ra lời, và Đức Phật hiểu và trả lời bằng cách nói ra thành lời. Trong số đó có một người tên là Achita hỏi Đức Phật 2 câu. Đâu đâu cũng có dòng nước chảy, làm sao làm yếu đi dòng nước này, và cái gì có thể ngăn chặn dòng nước này thôi chảy? Như vậy người này đặt ra 2 câu hỏi là làm sao làm yếu đi dòng nước và làm cách nào ngăn chặn nó để cho nó không còn chảy nữa. Ngài Thiền Sư nói rằng đâu đâu dòng nước cũng chảy. Dòng nước chảy trong con người, trong con thú, nơi chư thiên, nơi phạm thiên v.v. Nơi 6 căn ta thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ, dòng nước này tuôn chảy. Trong mỗi tâm và vật chất đang sinh khởi, dòng nước này tuôn chảy. Khi thấy gì mà không chánh niệm thì ta thích, tham ái sinh khởi. Dòng tham ái chảy nhẹ hay chảy xiết. Khi gặp đối tượng gì mà không chánh niệm thì dòng tham ái, sân hận, ganh tị, hối hận, phóng dật, ngã mạn, bất thiện, vô minh v.v. chảy nhẹ hay chảy xiết. Vậy nếu ta sống không chánh niệm, dòng nước lũ này liên tục chảy nơi 6 căn ngày đêm, chỉ trừ khi ngủ. Nó chảy không hề dứt, nó không có ngừng nghỉ trong sát na nào. Và vị đạo sĩ hỏi rằng dòng nước chảy tràn lan mọi nơi, và làm sao làm yếu đi dòng nước này, làm sao ngăn chặn dòng nước này thôi chảy. Và Ngài Thiền Sư giải thích về dòng nước rằng có dòng tham ái Tanha Sota. Khi ta ham thích ngũ dục như thích cảnh đẹp, thích âm thanh hay, thích mùi thơm, vị nếm, sự xúc chạm và những suy nghĩ sinh khởi. Thứ hai là dòng tà kiến Ditthi Sota, là ta tà kiến, ta sai lầm tin vào đại hồn và tiểu hồn, hay tin rằng sau khi chết, thân hoại nhưng hồn đi vào thân khác. Và dòng thứ ba là dòng phiền não, Kilesa Sota, đó là tham, giận, ngã mạn vì học vấn cao của mình, ngã mạn vì mình có của cải, ngã mạn vì mình còn trẻ, và ganh tị, đố kỵ, vô minh, hoài nghi, không xấu hổ tội lỗi, không ghê sợ tội lỗi. Và thứ tư là dòng bất thiện, Dukkhacitta Sota, khi mà con người giết hại, tà dâm v.v. thì dòng bất thiện này sinh khởi.
hay khi người ta nói lời thô lỗ, nói dối, vân vân. Và Ngài nói rằng ngày nay tà dâm đã trở nên phổ biến và thông thường như người ta cần phải ăn uống hàng ngày. Và thứ năm là dòng vô minh avijja sota, tức là không hiểu hay hiểu sai sự thật. Ngài nói rằng ví như khi dòng thác đổ thì nó sẽ chia làm nhiều dòng, nhiều nhánh. Khi dòng nước này chảy, nó sẽ chia thành nhiều dòng như vậy. Và ngày mai Ngài sẽ cho chúng ta biết Đức Phật trả lời câu hỏi này ra sao.